Đừng mua vàng khi xuất hiện 5 dấu hiệu này các bạn nhé. Đầu tiên, khi cầm vào chai rượu mà bạn cảm thấy ấm nóng trong lòng bàn tay thì có nghĩa là chai rượu đã được bảo quản không đúng cách và có thể bị hỏng hoặc giảm chất lượng. Thứ hai là phần nắp chai đã bị lồi lên do nhiệt độ bảo quản quá nóng, làm cho giãn nở không khí và rượu vang ở trong chai đẩy phần nút chai bị lồi lên trên. Còn đối với những chai vang được bảo quản theo nhiệt độ tốt thì nó sẽ không có hiện tượng lồi lên giống như những chai ở đây. Các bạn có thể dễ dàng quan sát thấy. Thứ ba, đối với những chai vang có niên vụ sâu và giá thành thấp thì tiềm năng nuôi dưỡng cũng sẽ rất là thấp và chúng ta không nên lựa chọn. Ví dụ như những chai vang có tầm giá từ 3 đến 400 nghìn thôi thì khả năng nuôi dưỡng đối với vang đỏ chỉ từ 3 đến 4 năm và vang trắng chỉ từ 2 đến 3 năm thôi nhé. Thứ tư, đối với những chai vang có vỏ màu trong suốt thì ta có thể dễ dàng quan sát thấy màu sắc của rượu bên trong chai và chúng ta có thể nhìn màu sắc và có thể phán đoán dễ dàng chất lượng rượu ở trong chai còn tốt hay không. Ví dụ như một chai vang trắng bên tay trái tôi đây thì có màu sáng xanh, đó là thể hiện một chai vang đã được bảo quản đúng tiêu chuẩn và còn chất lượng rất tốt. Còn nếu một chai vang mà không được bảo quản đúng tiêu chuẩn và xuống chất lượng thì sẽ có màu vàng rơm. Tuy nhiên, không phải chai vang trắng nào có màu vàng rơm cũng có nghĩa là một chai vang hỏng hoặc kém chất lượng đâu nhé. Ví dụ như là chai vang bên tay phải tôi đây. Thứ năm, đó chính là lượng rượu trong chai ít hơn bình thường. Đó là thường là do lỗi của nhà sản xuất và các bạn cũng không nên mua nhé. Vì lượng rượu ở trong chai ít hơn bình thường thì không khí sẽ nhiều hơn và sẽ làm cho rượu bị lão hóa nhanh hơn. Trên đây là 5 gợi ý của Cao Minh giúp bạn có thể lựa chọn những chai vang chất lượng và ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên like, share và subscribe kênh của Cao Minh để có thêm những kiến thức bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.